Chiều ngày 21 tháng 5, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã không ngừng phát động các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo đời sống của nhân dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia. Việc triển khai nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục thực hiện tốt. Trong đó nổi bật là mô hình quỹ khuyến học khuyến tài với 23 quỹ khuyến học đang hoạt động, vận động được tổng số tiền là 21 tỷ đồng. Quỹ vì người nghèo, hội máy ấm tình thương, hũ gạo tình thương, bếp ăn tình thương, nghĩa trang từ thiện, tín đồ Phật giáo hòa hảo, nói không với tệ nạn, xe cứu thương từ thiện, mô hình hai an, phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Anh nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt sinh hoạt chuyên đề năm 2024 của tỉnh về An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn và chăm lo đời sống nhân dân, kết hợp triển khai thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác gắn với duy trì tác phong lề lối làm việc gần dân, sát dân, cầu thị, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của nhân dân. Thực hiện tốt năm chủ đề 2024 với phương châm hướng về cơ sở, nhân rộng các gương người tốt việc tốt, tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Chú trọng đưa học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng 29 tập thể và 19 cá nhân có thành tích học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.